Chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bữa chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy hút chân không, điều hòa gia đình và điều có thể sử dụng cho điều hòa ô tô, máy xúc, máy công trình, thương hiệu của Valua. Cái máy hút chân không này thì với thương hiệu là Valua này, và cái công suất của nó là VE115N 75 lít trên 1 phút. Đó, và điện áp của nó là 230V anh em nhé. Dòng thương hiệu của Valua này thì chủ yếu khi mà chúng ta sử dụng trong điều hòa gia đình và điều hòa ô tô. Thì ngoài 3 mẫu sản phẩm mà bên em đã giới thiệu tới anh em, tức là cả hút cả lén, thì ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu tiếp với anh em một cái mẫu nữa là mẫu của Valua. Thì cũng đã cung cấp ra thị trường rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ có dịp để gọi là quay video để giới thiệu sơ qua tới anh em. Chúng ta làm riêng về dòng gia đình thì sử dụng cái 115 này là khá là khỏe rồi. Còn với ô tô, máy xúc, máy công trình thì với cái mã VE1150 này thì nó hút cho từ dòng xe 4 chỗ đến 16 chỗ, 29 chỗ. Còn cái dòng khỏe hơn, tức là cái dòng để cho chúng ta có thể sử dụng được cao hơn, nhanh hơn, thì là cái mã VE125. Cái này nó thiết kế khá là đặc sắc, tức là cái tay cầm của nó thì nằm ngang trên thân, chứ không phải như những cái mẫu vừa hút vừa lén. Combo bộ sản phẩm của máy thì sẽ bao gồm là một máy kèm với cả một chai dầu để bảo dưỡng đây, chúng ta đổ vào đây nha anh em nhé. Ở đây chính là cái đầu vị trí để chúng ta đổ dầu này, và đây chính là cái mắt để chúng ta soi dầu anh em nhé. Thiết kế của nó khá là nhỏ gọn, vâng, và giá thành thì cũng rất chi là hợp lý để chúng ta sử dụng. Hút thì cực kỳ là khỏe luôn đó. Cảm ơn mọi người đã cùng bữa chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.